thấy được sự bình đẳng tuyệt đối. Thành ra trong cái cảnh giới bình đẳng kia không có bóng dáng của mình, mất đi cái ngã riêng biệt, cái mã ngã riêng tư, cái ngã chấp sai biệt của chính mình. Mà khi mình hết cái ngã chấp sai biệt á, thì mình mới biết được cái mùi của bình đẳng. Chúng ta dùng cái từ là biết được cái mùi của bình đẳng. Chứ cái này không phải là cái hiểu. Khi chúng ta còn nhận định, còn hiểu biết, tức là chúng ta vẫn còn ở trong cảnh giới của phàm phu, còn thấy việc này đúng, việc này sai, đúng với cái gì, sai với cái gì, theo nguyên tắc này, nó đến nguyên tắc kia như thế nào đó, theo cái so sánh nhận định của mình, tức là cái gì? Chúng ta đang lùng sục dùng xài ở cái đống bùi nhùi của tri thức, của tri kiến, của ký ức. Chừng nào chúng ta hoàn toàn thoát ra khỏi được cái đống bùi nhùi của ký ức thì mình mới nếm được chút ít trong cái mùi bình đẳng. Và như vậy thì cái người họ thấy được một cái phần tử cực nhỏ trong hư không vũ trụ này, nó cũng trùm khắp pháp giới. Thì tất cả các pháp dù nhỏ nhiệm theo cái tưởng tướng của chúng sanh, hoặc là dù nó cực lớn theo cái tưởng tướng chúng sanh, thì nó cũng là sao? Cũng như nhau về mặt hình tướng của nó. Như nãy mình nói là một phần tỷ của đầu cọn tóc thì nó cũng trùm chứa cái hư không vũ trụ này. Và một cái núi tu vi to kia nó cũng trùm chứa hư không vũ trụ này, một cái nhà hoặc tất cả những cái tưởng tướng mà bây giờ chúng ta thấy. Theo cái tưởng tướng thì nó có lớn có nhỏ, nhưng mà thực tế nó không có lớn nhỏ theo cái tưởng tướng của mình. Cho nên mình nhìn một cái sự vật, mình áp đặt nó theo tưởng tướng của mình. Mình nhìn nó là đẹp là xấu là một sự áp đặt của tâm thức của mình, do cái ký ức huân tập nhiều kiếp của mình. Chứ nếu mình thoát khỏi cái ký ức mà mình đã huân tập thì cái việc đó nó không có lớn có nhỏ, không có đẹp không có xấu. Và điều này thì loài người không thể chấp nhận được. Tại vì mà không có cân đối, không có cân đo, không có đong đếm, không có chứng minh được á, thì đối với họ xem như việc đó là cái việc gì đó không có, không chấp nhận nổi điều này. Và chân lý thì không đợi con người chấp nhận thì nó không thành chân lý. Cái mà loài người chúng ta chấp nhận thì nó không phải là chân lý. Khi nào chúng ta thoát khỏi cái riêng tư ngã chấp của loài người thì hy vọng là chúng ta biết được cái mùi chân lý là gì. Thật ra có những người ngồi đó để chê bai, để bình phẩm Phật Pháp thế này, thế kia, thế nọ, thì họ cứ nói theo cái kiểu của họ. Vì cái kiến thức của họ, cái vốn ký ức của họ chỉ chừng đó, họ không ra khỏi cái loài người để họ thấy. Thấy đúng, thấy sai cũng là những nguyên tắc, những áp đặt trong cái tưởng tướng đúng sai hay dở của cái người phàm phu. Chứ cái đúng sai của mình là cái gì? Mình có ra khỏi cái phàm để mình thấy được cái sự thật của cái không phàm lần nào chưa? Chưa. Và mình còn chưa bao giờ mộng mị để mình tưởng ra tới cái đó nữa, đừng nói là mình chấp nhận. Thành ra là mình cứ loanh quanh lẩn quẩn trong cái kiến thức, kiến giải, cái hiểu biết, trong cái đống bùi nhùi ký ức của mình thôi. Như là Bậc Thánh sẽ thấy mình bị gọi là bị cuốn hút, bị lún sâu vào cái kiến thức của mình, trong cái kiến giải của mình, trong ký ức của mình, nên là người đáng thương, nó không có lối thoát, không bao giờ thấy được cái bình đẳng ở Phật Đạo được. Rồi muốn thấy được cái bình đẳng Phật Đạo thì chúng ta phải hết đi cái đống bùi nhùi ký ức kia. Và khi mà một phen chúng ta thấy được sự bình đẳng tuyệt đối, tức là lúc đó chúng ta hết cái riêng tư của chính mình, tức là không còn mình để thấy và không còn vật để bị thấy, tức là ngã không, pháp không thật sự rồi á, thì lúc đó mình mới cảm được cái đức của sự bình đẳng. Cái đức của sự bình đẳng thì tất cả chúng sanh đều là Phật hiện ra ngay, hiện tiền liền. Tất cả cõi giới đều là cõi giới của chư Phật. Tất cả cảnh giới đều là cảnh giới của chư Phật. Nó không còn cái riêng khác nữa, không còn cái gì khác biệt, không còn cái gì sai biệt nữa. Và tất cả những cái hiện hữu trong khắp pháp giới này là hiện hữu Phật. Tất cả chúng sanh đều không còn là chúng sanh, mà lúc đó là tất cả chư Phật đang hiện hữu trong khắp pháp giới này. Không phải là sự áp đặt mà sự thật nó hiện ra như vậy. Mặc dù mình thấy là chúng sanh nó còn đang mang lông đội sừng ở cái đoạn mà sinh mệnh hiện tiền của họ, nhưng mà trong tương lai hàng hà xa số kiếp về sau, chúng sanh nó sẽ là Phật theo cái nghĩa của thời gian và không gian. Nhưng mà sự thật trong cái khoảng mà hàng tỷ tỷ cái kiếp sanh tử sắp tới của chúng sanh đó đó, thì nó cũng hiện ra ngay trước mắt nữa. Chứ không phải là cái chuyện chưa xảy ra hàng tỷ tỷ kiếp sau, nó lại đợi tới hàng tỷ tỷ kiếp sau mới hiện cái tướng Phật. Không có chuyện này.
nó sẽ hiện ra ngay khi cái thấy mình đang thấy này. Thì rõ ràng cái thấy mình đang thấy nó có những cái chuyện chưa xảy ra hằng hà sa số kiếp sắp tới, và chuyện xảy ra hằng hà sa số kiếp vừa qua, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai, nó không phải nó dồn thành một, nhưng mà nó hiện trên một cái mặt phẳng mất đi thời gian và không gian, và tất cả những cái tướng nó liền hiện ra trong một khoảnh khắc, trong một khoảnh khắc duy nhất, không phải là hai khoảnh khắc. Thì vậy là chúng ta khi nào mà thấu được cái khoảnh khắc hiện tiền hiện hữu xuyên suốt cả thời gian và không gian, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái đức bình đẳng là cái gì. Còn không, chúng ta không thấy nổi. Không, cái này không có tưởng được. Cái này không có tưởng, nó vượt ra ngoài cái tưởng của mình. Thật ra nói để chúng ta có khái niệm, chứ nếu mà nói mà chúng ta hiểu về bình đẳng thì xin thưa là phải tới đây mới hiểu được. Nếu không là mình chỉ nghe cái khái niệm chơi cho vui thôi. Không phải một chúng sanh của một cõi người của mình mà khắp tất cả chúng sanh trong khắp tất cả các loài, khắp tất cả các cõi, trong khắp tất cả không gian vũ trụ này đều được thấy một lượt. Nếu chúng ta thấy có một cái gì đó trước cái gì thì biết rằng cái thấy bình đẳng chúng ta chưa tuyệt đối. Tưởng nữa không? Nói lắc đầu ứ hự. Cái này tưởng chắc chắn là nổ không biết bao nhiêu ngàn cái đầu. Tưởng chưa ra cái cảnh giới này nữa. Rồi ra nói tới cái lý luận của đạo Phật thì thôi chịu, đừng nói hùng biện. Sáng tôi nói hùng biện là cái chuyện của con người, của cõi mình. Nó mới nói chuyện hùng biện. Chuyện là nó kinh khủng lắm. Nó khắp tất cả không gian vũ trụ này. Chúng ta là một sinh mệnh đang sinh hoạt trong không gian vũ trụ này, trong một cái đoạn nào đó thôi. Nhưng mà mình chấp trước riêng tư, rồi mình thấy cái thân này là của mình, rồi cái mạng này là của mình, rồi mình sống rồi bị mốt mình chết, ví dụ như đó. Nhưng mà không có cái chuyện sống chết ở đây, nó là cái sinh mệnh nó có thể thay đổi. Tức là cái sinh mệnh thật nó vẫn tồn tại, nó thay đổi cái hình tướng thôi. Giống như cái này mình mặc áo màu nâu, mai mình ai mặc áo màu trắng, bỏ áo màu nâu mình giục xuống, cái mình nói là cái mình chết. Không phải, mình chỉ bỏ cái lớp áo, cái hình tướng, cái ảo tướng bên ngoài của mình thôi, chứ không có chuyện chết. Sinh mệnh này sẽ tồn tại và phát triển. Mình không nói tới cái linh hồn, mà mình nói tới cái sinh mệnh đang sống. Sử dụng cái từ đó để nó mai mốt nó không lẫn lộn với những cái thuyết linh hồn của một cái số những cái nhà tư tưởng khác. Nói về linh hồn trong không gian vũ trụ này, nó còn nhiều điểm để chúng ta cần phải nói. Và chúng ta phải dùng cái từ là cái sinh mệnh sống. Chúng ta là tất cả những sinh mệnh đang sống. Từng cái đoạn sống, bây giờ chúng ta đang sống ở cái đoạn là mượn. Chúng ta dùng cái từ rõ ràng là chúng ta mượn tứ đại để hình thành cái thân này, cho nó phù hợp với cái loài người hai chân dưới cái đầu trên trời. Để chúng ta đi. Đó là cái đoạn sinh mệnh chúng ta đang mượn cái hình này. Hiểu chưa? Phải khẳng định là chúng ta đang mượn cái hình này. Chứ cái hình này, cái thân này nó không quyết định cái đời sống của sinh mệnh được. Nó là cái chúng ta đang mượn, giống như cái áo chúng ta đang mượn, đang mặc một ngày. Là hết ngày nó thấy hôi hôi nhơ nhơ, dục nó đi kiếm áo khác mặc, đẹp hơn. Thì mình làm sao mà mình đến cái cõi người này, mình học, mình hỏi, mình tu, mình tập, mình hiểu biết để mình làm chủ, làm quyền đối với cái thân của mình, để cho nó có thể nghe lời mình, là nó khỏe thì nó khỏe, giống như giờ mình muốn đứng là mình đứng, muốn ngồi là mình ngồi, muốn nằm là mình nằm, đúng không? Thì cái thân nó sẽ nghe lời như vậy. Thì muốn là muốn cho mày trục trặc rồi mất cân bằng thì mày bệnh, còn muốn cân bằng lại để hết bệnh là quyền của mình, không có đổi thừa ai được, kiếm thầy thuốc, không có ông thầy nào trị bệnh cho mình nữa đó. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái sự cân bằng của âm dương, sự cân bằng của axit và kiềm, thì mình sẽ cân bằng cái lượng đó, tức là cái dịch ngoại vào được cân bằng, thì tất cả tế bào được cân bằng là không kiếm bệnh ra, chứ không nói mình hết bệnh, và mình không nói mình trị bệnh với ai, cũng không ai trị bệnh cho mình, không ai trị bệnh cho ai, không ai làm lành ai. Hiểu kỳ rồi nói là cái chức năng của pH nó làm lành, tôi cự liền, tôi nói không có chuyện là ai làm lành cho ai hết trơn. Cái chuyện này là cái chuyện khi trả lại cái cân bằng nguyên thủy thì tế bào mình tự nhân đôi, nhân ba để cho nó đầy cái vùng đó. Chứ không phải là do thuốc này làm lành vết thương, đừng có hiểu như vậy. Hiểu như vậy là một sự áp đặt sai lầm của tâm thức. Sự thật thì không có cái chuyện đó, sự thật không có chuyện đó xảy ra. Nên khi mà chúng ta hiểu được sự thật đó rồi thì chúng ta sẽ học được cái gì vô lượng, vô số cái pháp của Bồ Tát ở trong cái cõi giới này. Và hiểu cho tận cùng nó thì nói theo cái nghĩa thế gian bình thường là bệnh gì mình cũng có thể trị được. Nhưng mà không phải, không có bệnh và không có trị.
Mà mình nói là cái sự mất cân bằng nào mình cũng có thể cân bằng lại được. Nghe nó nhẹ nhẹ lỗ tai một chút. Đúng không? Mà mình không có mất cân bằng nữa. Có nghĩa là mình hiểu được cái giá trị cân bằng của axit và kiềm, hiểu được giá trị cân bằng của dịch nội bào, ngoại bào, thì không có thằng axit nào được tăng lên với mình nếu mình muốn cân bằng. Mình uống nước, mình ăn như thế nào đó để nó cân bằng trở lại là xong chuyện, chứ không có nói chuyện bệnh tật. Không có nói chuyện bệnh tật là tôi bị mất cân bằng. Tôi mất cân bằng. Nói theo quá khứ thì chúng ta mất cân bằng âm dương, nói theo cái kiến thức của hiện đại thì chúng ta mất cân bằng axit và kiềm. Đây là một sự thật. Và họ nói tới chuyện mất cân bằng axit và kiềm, họ không đào sâu. Chúng ta sẽ đào sâu để cho một người nông dân có thể hiểu được cái điều này là cái gì. Và ai cũng có thể gọi là làm chủ được mình, tức là ai cũng có thể cân bằng cái lượng axit và kiềm khi đưa vào cơ thể của mình là xong chuyện à. Nói vậy là xong chuyện chứ không làm gì thêm hết. Và lúc đó mình không có nói chuyện gì bác sĩ để trị bệnh cho bệnh nhân nữa, mà gần như mỗi người đều tự làm bác sĩ cho chính mình. Không phải là bác sĩ nữa mà là mỗi người đều có khả năng cân bằng lấy tế bào của chính mình. Nói ngắn vậy, cân bằng lấy cái môi trường sống của tế bào của cơ thể. Mà ai biết cách cân bằng đó là người đó mạnh khỏe, không có bệnh tật nữa. Hiểu như vậy là mình sẽ thấy lợi ích liền cuộc sống hiện ra. Vì vậy là cái lợi ích trong cái môi trường sống, cái sinh hoạt, cân bằng tất cả mọi thứ là xong chuyện. Thì cho tới cái mặt tinh thần cũng vậy, chúng ta cũng sẽ cân bằng. Nếu chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta thấy được cái giá trị mà bình đẳng, tức là một cái sự cân bằng tuyệt đối. Vì vậy là chúng ta không có nghiêng bên này, không có nghiêng bên kia, chúng ta không có thấy hiểu thiên tịch, không có chấp trước bên này, không có chấp trước bên kia, không thấy này là đúng hơn cái kia, kia là đúng hơn cái nọ, bảo thủ cái này, mình đánh đổ cái kia, cái chuyện đó không còn nơi đầu mình nữa, là mình bắt đầu cân bằng cái não bộ của mình, cân bằng cái đời sống tâm thức, tâm linh của chính mình. Để khi mình thấy ra được một sự thật, nó không có nghiêng bên này, không có nghiêng bên kia, đó là một cái sự thật, chứ không phải do mình tu mà được. Sự thật đó nó vốn có từ lâu rồi, nhưng mà do mình chấp trước sai lầm, mình phe này hoặc mình phái kia, mình nghi bên này hoặc mình nghi bên kia, nghi bên tả hoặc là mình nghi bên hữu, theo cái tư tưởng luận này, theo tư tưởng luận kia, vậy thôi. Bây giờ mình thấy những cái đó nó làm mất cân bằng trong đời sống của mình, nhất là đời sống tâm linh của mình. Bây giờ mình thấy mình đừng có nghiêng bên nào hết. Cái thấy riêng của mình như hồi trước mình đã từng nói là mình đừng có thấy theo cái đống bùi nhùi của ký ức nữa. Thấy riêng của mình này không có dính cái đống bùi nhùi kia. Và không dính đống bùi nhùi kia thì tự động mình cân bằng. Và khi chúng ta cân bằng được trong cái thấy biết, trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình thì mình là cái người cân bằng, chứ mình không nói gì siêu xuất á, đúng không? Trí não, tâm thức chúng ta được cân bằng, thân xác chúng ta được cân bằng. Chỉ như là chúng ta tự lợi ích mình bằng cách mình đã được cân bằng, mình người nào cân bằng thì được yên ổn, an lạc và thanh tịnh. Và chúng ta bằng cái đó để lợi ích chúng sanh thì tức là có nghĩa là chúng ta đang học Pháp Bồ Tát vô lượng khắp pháp giới này. Thấy ra cái này chúng ta sẽ thấy khắp pháp giới chuyện gì đang xảy ra. Còn cái chuyện này chúng ta không thấy được thì rất khó. Và thấy biết và sống như vậy thì xem như chúng ta đã trụ hạnh Bồ Tát vô lượng. Ở nơi mình sau khi mình trụ được cái hạnh Bồ Tát, tức là từng cái suy nghĩ nhỏ của mình cũng suy nghĩ lợi ích cho chúng sanh muôn loài. Và nếu như chúng ta nói điều gì thì chúng ta cũng nhắm cái lợi ích của người khác mà chúng ta nói. Chúng ta có hành động gì thì cũng vì lợi ích người khác mà chúng ta hành động. Thì như vậy là được gọi là chúng ta trụ hạnh Bồ Tát và hồi hướng hạnh Bồ Tát. Tức là chúng ta đem cái việc về giác ngộ giải thoát, cái việc tự do tự tại của chính mình để mình làm cho tất cả chúng sanh được tự do tự tại. Thì vậy là coi như chúng ta nhập hồi hướng Bồ Tát vô lượng khắp pháp giới. Mà cái ngày nào mình vẫn còn thấy chúng sanh khác với mình, tức là chúng ta chưa thấy tới bình đẳng thì không thể nào thấy được chư Phật ở khắp mười phương này. Cho nên là phải đạt tới cái đức bình đẳng giống như ở trên nói, phải đạt tới đức bình đẳng thì phải hết đi cái ngã riêng tư, cái ảo tưởng, ảo ngã mê lầm của mình. Mà thoát được cái đó thì mới hy vọng là thấy được chư Phật khắp mười phương. Cho nên muốn như vậy thì làm cái gì mà để bào mòn được cái ngã chấp mình là mình làm. Có những người tu đi theo học một vị thầy mà đụng tới bản ngã là bỏ thầy luôn, không thể theo nữa. Đụng tới nó khó chịu lắm. Khi mà mình còn ngã chấp, người ta chỉ cần nói một câu sốc với mình, người ta rầy mình một câu hơi nặng là mình rất là khó chịu. Ông là thầy tôi nhưng mà bản ngã không thể lớn hơn tôi. Cái kiểu đó mình nói rồi đúng không? Ông thầy tôi thì được, nhưng mà ông nói ông thấp thấp hơn tôi chấp nhận. Ông nói ngang tôi là cự ông á, cũng nói cao hơn tôi là sốc với ông á. Có nghĩa là mình không muốn bào mòn bản ngã của mình. Theo học thì theo 5 năm, 7 năm mà rạy tiếng bỏ chùa đi ngang tại chỗ khỏi cần chào ông luôn. Thì chứng tỏ rằng mình học cái gì?
Mà mục đích mình đi theo học một người nào đó là mình cần, nếu mình là cái người học đúng thì mình cần cách nào đó để đập bể cái ngã của mình, bào mòn cái bản ngã mình, chừng nào là tốt chừng đó thì mình mới là cái người học chân chính. Và hy vọng là chúng ta tiến hóa. Còn lần này đụng tới là dội, dội ngược. Thì vậy là làm sao mà chúng ta thấy được sự thật? Khi chúng ta bị che chắn với nhiều cái lớp ngã chấp mê lầm của chính mình, với tất cả những kiến thức mà mình đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp, mình cho cái đó là đúng, mình cho cái đó là thật. Bây giờ người ta đập nát cái kiến thức của mình chịu nổi không? Để mình trở thành cái người không có hiểu biết gì, mình chịu nổi tất cả hiểu biết mình cho là sai lầm, mình có thể chấp nhận liền ngay tại chỗ không? Rất là khó. Mà khó như vậy thì không có lột hết những cái cặp kiến màu chúng ta đang đeo, và nó che chắn, nó bao phủ cả bao nhiêu kiếp sinh tử của mình tới bây giờ rồi. Bây giờ mình không lột xuống, mình không buông ra, thì mình cho rằng mình thấy cái này, mình thấy cái kia, mình thấy cái nọ là đúng. Thật sự cái thấy của phàm phu chỉ đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt của cõi phàm. Chúng ta phải minh định rõ như vậy. Còn muốn thoát phàm vượt thánh thì chúng ta phải vứt bỏ hết tất cả kiến thức của phàm trần thì mới hy vọng. Mà cái kiến thức nặng nhất là cái thủ ngã của mình, cái hiểu biết về bản ngã của mình, cái chấp trước về bản ngã của mình. Đó là cái nền tảng mà chúng ta cần phải phá. Thật ra khi mình học một cái gì đó, mình muốn cho mọi người được đứng dưới gót chân của mình, được đi dưới bàn chân của mình, được thấy bằng con mắt riêng của mình. Tức là tôi nói là trở lại con người bình thường, đừng có nương tựa với bất kỳ một cái loại kiến thức nào hết á. Bất kỳ kiến thức nào cũng là cái sự nương tựa. Mà tổ dụng từ là nương cỏ tựa lá. Nên nhắc đi nhắc lại qua ông tổ nói là mình là con quỷ giữ mù xưa. Tất cả những kiến thức đều là những cái chết, mà không phải chết trong một đời, mà là hằng hà sa số những đời kiếp rồi. Bây giờ gom lại để nhai nuốt. Mà cái tổ thì nói nghe hư gom là nuốt ba cái đồm giải. Mấy cái kiến thức đồm giải nghe nó ớn ói hết cho rồi đi, thì mình còn nguyên là mình thấy là mình đang thấy. Cái thấy đó nó không có dựa theo ai hết, nó không có thành cái gì hết, thì mới hy vọng là mình thấy tới sự thật. Như vậy là muốn thấy Phật thì mình phải thấy đúng sự thật. Muốn thấy đúng sự thật thì không thấy nương tựa bất kỳ một kiến thức và kinh nghiệm nào. Thì này là cái thách thức loài người của mình, không phải chuyện đơn giản. Cho tới mỗi ngày mà chúng ta thoát hết tất cả những ảo ngã, ảo tưởng, những cái tưởng tướng mê lầm của mình, thì cái hiện thực nó sẽ hiện ở nơi cái hiện tiền hiện hữu này, mà không thông qua bất kỳ một cái kiến thức nào đó, thì lúc đó mình sẽ thấy tới sự thật rồi đó. Thì khi nào mình tới đó rồi, mới hy vọng là thấy được chút gì đó về Đức Phật.